Bước chậm vào khu vực nhà để xác Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên y khoa của trường luôn có một lòng thành kính gửi tới những người thầy im lặng của mình. Dù không bao giờ phát ra tiếng, nhưng họ đã tạo ra những nhân tài y học, phát minh y học để cứu được nhiều người trong tương lai. Lúc này em cũng thấy là, ý là mặc dù ở nhà em học bài rồi, em đã coi mô hình với đọc sách lý thuyết rồi, nhưng mà sau khi lên thi hại em lại thấy nó khác nữa. Tại vì lên cái nhìn, ví dụ trong sách á, người ta sẽ tô đỏ, tô màu lên cho mình biết là cái nào đỏ là động mạch, xanh lá, xanh dương là tĩnh mạch, rồi thần kinh là màu vàng. Thì lên thi hại thì nó không có những cái màu đó, cho nên là khi nhìn thì mình cũng phải biết là cái tính chất của cái động mạch nó như thế nào, xong rồi tĩnh mạch như thế nào vậy. Những cái thi hài, những cái xác á, là một cái, nó không phải là một công cụ, mà họ là những cái người thầy thầm lặng của tụi em, là kiểu như là họ hy sinh, không, cũng không gọi hẳn là hy sinh nữa, mà kiểu như là họ cống hiến rất là nhiều cho khoa học, là để cho những cái tầng lớp sinh viên y sau họ có cái trực quan nhất có thể để họ học. Còn đối với những người làm công tác giảng dạy y khoa, việc có thêm người chủ động hiến xác khi đã mất cho y học rất quan trọng và vô cùng biết ơn. Bởi sinh viên chỉ học trên lý thuyết, sách vở sẽ không thể hình dung hết được cấu tạo của cơ thể người. Việc được thực hành thực tế sẽ giúp thế hệ bác sĩ tương lai vững vàng hơn khi tham gia công tác khám chữa bệnh cứu người. Thi hài là một cái nguồn mà cung cấp chúng ta tất cả các kiến thức về giải phẫu, thường quy cũng như là bất thường. Mà cơ thể xấu chúng ta thì bất thường nhiều lắm. Nếu chúng ta học ở trên các phương tiện thông thường thì những bất thường chúng ta không bao giờ phát hiện ra được. Và như vậy, xác là nguồn nguyên liệu rất là quý. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bản chất của mấy em sinh viên khi được học trên thi hài chính là đồng loại chúng ta. Và chính vì vậy nó sẽ mang một yếu tố mình hay gọi là hơi tâm linh một chút. Thì khi chúng ta đối xử với đồng loại chúng ta, thì sau này khi chúng ta đối diện với chính bệnh nhân còn sống, thì chúng ta sẽ có một cái tư thế khác, một cái tấm lòng khác, và chúng ta sẽ thể hiện tốt hơn cái vai trò của người thầy thuốc khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, việc hiến xác đang được lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Trung bình mỗi năm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ đăng ký hiến xác. Đây không chỉ là tấm lòng cao thượng của người dân mà còn thể hiện trách nhiệm với xã hội, ngay cả khi đã ra đi vĩnh viễn.